Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc iPhone chạy hệ điều hành iOS 17. Và như các bạn đã biết thì từ iOS 16 trở lên nó sẽ có một cái tính năng tùy biến màn hình rất là hay. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể tùy biến màn hình và nó sẽ thay đổi cái hình nền này liên tục trong cái thời gian các bạn tùy chọn nhé. Đối với chúng ta, nếu mà chúng ta để một cái hình nền lâu ấy, hay là mất suốt một quá trình chúng ta chỉ sử dụng một cái hình nền ấy, thì nó dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ dễ bị nhàm chán. Thì có một cái cách mà rất là hay mà iOS nó tích hợp rồi từ iOS 16 trở lên ấy, là cái hình nền này nó sẽ tự động thay đổi theo thời gian, theo lần chạm hay theo mỗi lần khóa máy vân vân. Đấy là tùy chúng ta. Thì các bạn để thay đổi được cái hình nền như vậy, các bạn sẽ thực hiện thao tác như sau giúp mình. Đó. Đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt. Thì ở đây mình đang để là tiếng Anh cho các bạn có thể nhiều bạn được xem được hơn, tùy bạn. Đấy, còn nếu mà mình sẽ nói tiếng Việt, các bạn sẽ làm theo mình cho dễ nhá. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lựa chọn vào cái mục là hình nền đây, wallpaper hình nền. Đó. Trong phần hình nền này thì các bạn sẽ kích vào cho mình là thêm hình nền mới. Đấy, thêm hình nền mới, hoặc các bạn sẽ vuốt đến chuỗi cuối cùng nó có dấu cộng thì chúng ta sẽ kích vào cái dấu cộng này. Ok. Sau khi đã kích vào cái mục thêm dấu cộng này rồi thì các bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Đó là các bạn sẽ chọn cho mình cái phần bên trên này. Đây, phần photo super như thế này là xáo trộn hình ảnh. Đấy, photo super. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều hình ảnh như thế này. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ chọn là people, là chúng ta nó sẽ xác minh là những cái người có trong ảnh album ảnh của ba các bạn, hoặc là chúng ta sẽ chọn mục album. Đấy, trong album này thì sẽ có rất nhiều album và chúng ta sẽ chọn một cái mục đây, album đây. Ở đây thì mình đã tạo sẵn một cái album rồi, đó là album wallpaper như thế này. Đấy, mình sẽ thêm tất cả này, hình nền vào đây. Ví dụ bên đây mình thêm 38 hình nền nhá. Bây giờ mình sẽ thoát ra và vào lại cho các bạn xem. Ví dụ mình sẽ vào photo này, mình chọn một cái photo nhá. Đây mình chọn này, chọn những cái hình như thế này. Đấy, mình sẽ chọn những cái hình lọ hoa như thế này nhá. Và sau đó mình sẽ bấm thêm đây, thêm vào album. Đó, add to album, thêm vào album. Rồi, và mình sẽ tạo là new album, chọn là hình nền. Đó, xếp lại. Rồi, như vậy là đã xong. Bây giờ thoát ra, quay trở lại cái phần tạo một cái album mới. Thì chúng ta sẽ chọn album như thế này. Và chúng ta sẽ chọn hình nền đây. Mình vừa tạo cái album đây, kích vào. Đó, ok, như vậy là nó sẽ hiển thị ra. Và chúng ta sẽ chọn tiếp theo, thì cái mục tiếp theo là thay đổi hình nền theo hình thức thế nào. Thì chúng ta sẽ chọn là theo từng giờ, nghĩa là cứ mỗi dần lần giờ tròn, ví dụ 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì nó sẽ thay đổi hình nền một lần. Hoặc là mỗi lần chúng ta chạm tay, on tap, nghĩa là mỗi lần chạm vào thì nó sẽ thay đổi hình nền mới. Hoặc là chúng ta sẽ là on lock, nghĩa là mỗi lần khóa màn hình, mở màn hình lên thì nó sẽ thay đổi màn hình mới. Đó, ok. Và chúng ta sẽ kích là use album, sử dụng album, là như vậy nó sẽ bắt đầu loạt. Đó, ở đây thì chúng ta có thể tùy biến đấy, và thêm những cái widget vào bên cạnh. Các bạn muốn thêm cái widget nào thì vào, hoặc là các bạn sẽ chọn cho mình ví dụ thay đổi những cái nội dung ở trên này. Đấy, thông tin, cái này thì các bạn biết rồi. Đấy, cơ chữ, phông chữ, màu chữ, vân vân. Rồi, và sau đó các bạn ấn Ask. Đấy, các bạn chờ một chút để máy nó load. Đó, nó sẽ hiển thị như thế này. Ở đây thì nó sẽ hiển thị là có muốn làm mờ cái ảnh nền ở ngoài ở màn hình chính không ấy, thì chúng ta có thể tùy chỉnh nhá. Đây, customize này. Đấy, các bạn kích vào và tắt cái mục blue ấy đi. Đấy, làm nền nó sẽ hiển nó sẽ hiện lên ở cái màn hình chính. Done. Đó, các bạn thể nhìn thấy. Đây, đấy nó sẽ hiển thị ra màn hình chính rồi nhá. Bây giờ mình chỉ cần tắt đi này. Đó, bật lên. Nó sẽ đổi một hình nền khác, tương tự như thế, tắt đi này. Bật lên, sẽ đổi một hình ảnh khác. Đấy, các bạn thấy không? Hình này nó sẽ thay đổi liên tục theo mỗi lần chúng ta tắt máy, bật máy. Đấy, rất là hay, rất là tiện. Đó, là tương tự như vậy thì các bạn chỉ cần tùy chỉnh nhá. Mở vào customize. Đấy. Và chọn vào đây. Chọn mục 3 chấm này, nó sẽ có cái mục đây này. Theo giờ, on tap hay là mỗi lần chạm. Đấy, bật đăng. Thay ra mỗi lần chạm nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Mỗi lần mình chạm này nó sẽ thay đổi. Thay đổi ảnh nền. Đó. Đấy, nó sẽ thay đổi ảnh nền. Đó. Thì từ iOS 16 trở lên, iOS 16, 17 nó sẽ có những cái tùy biến rất là hay, nhiều những cái tính năng mới mà chúng ta có thể tham khảo và tìm trong playlist mình. Các bạn thể vào trong playlist mình để xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.